cho một sản phẩm lại được sở hữu chức năng của hai sản phẩm chưa? Có chứ. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một thiết bị có thể làm sạch xe cộ, sân vườn một cách tối ưu, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy phun xịt rửa cộng với hút bụi Kangoo KG2300 nhé. Và chiếc máy này có thể trở thành hai loại máy độc lập với nhau, đó là hút bụi và phun xịt. Và khi sử dụng chức năng hút bụi, các bạn chỉ cần tháo thiết bị hút bụi ra là đã trở thành một chiếc máy hút bụi độc lập. Máy hút bụi bao gồm những bộ phận, một thân máy chính và các bạn có thể tháo rời túi bụi để vệ sinh, bình chứa bụi có dung tích là 10 lít, đi kèm là các phụ kiện, bàn hút nhỏ, đầu hút khe, chổi hút, ống hút dài 1,2 m và dây điện dài 3 m giúp hút bụi dễ dàng. Máy hút bụi sẽ có thể sử dụng hai chức năng, đó là chức năng hút và thổi. Nếu như các bạn muốn sử dụng chức năng hút thì lắp vào phía bên trái, còn nếu sử dụng chức năng thổi thì các bạn sẽ lắp phụ kiện vào bên phải. Các bạn sẽ chọn phụ kiện tùy theo mục đích, lắp vào ống nối, sau đó chọn chức năng sử dụng. Như vậy là lắp đặt xong máy hút bụi. Máy hút bụi hoạt động với công suất mạnh mẽ là 700W, có khả năng hút cả khô và ướt. Bây giờ chúng tôi sẽ test thử chức năng hút cho các bạn xem nhé. Và các bạn có thể quan sát bên trong máy có túi chứa bụi. Và túi chứa bụi này sử dụng đối với các loại bụi khô. Và khi sử dụng hút nước thì các bạn sẽ tháo túi bụi ra. Đối với bộ phận còn lại thì các bạn có thể sử dụng như một chiếc máy rửa xe độc lập. Và cũng như những chiếc máy rửa xe thông thường thì Kangoo KG2300 thiết kế rất tiện lợi với tay cầm có thể thay đổi chiều dài, bánh xe giúp di chuyển dễ dàng. Và bộ sản phẩm bên cạnh thân máy chính còn bao gồm các phụ kiện với dây phun áp lực dài 5 m, dây nguồn cũng dài 5 m có thể treo tiện lợi, ống dẫn xà phòng, phun và kết hợp là đầu phun linh hoạt, các bạn có thể điều chỉnh bán xuống. Và một phụ kiện nữa đó là bộ lọc nước. Máy phun xịt hoạt động với công suất là 1600W, áp lực là 130, tiêu lượng nước là 300 lít/giờ và cao nhất có thể lên đến 400 lít/giờ cho khả năng phun xịt mạnh mẽ, đánh bay mọi vết bẩn. Vừa nãy chúng tôi đã test thử chức năng hút và thổi bụi của sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắp đặt và test thử khả năng phun xịt của máy nhé. Các bạn lắp đặt máy như sau. Lắp bán súng với thân phun. Sau đó các bạn lắp dây phun áp lực một đầu vào bán súng. Đầu còn lại các bạn sẽ lắp vào máy. Máy có khả năng tự hút được nước, nhưng mà trước khi sử dụng thì các bạn cần phải mồi trong lần đầu tiên. Thank you.
chiếc máy hút bụi và phun xịt Kangaroo KR2300. Để đến một sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633, ở Đường Hồ Chí Minh 028-3830-8569, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm và đang online nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.